Xin chào các bạn, và hôm nay mình sẽ tiếp tục với những các bạn thí về hoàn thành một chú chó. Thì kéo ở đâu? Thì
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Mà giai đoạn 1 thôi đúng không? Quay đi vào lúc quay nhé. Thank you.
Thank you.
Như chị đi mua thôi. Giờ này có làm gì? Đi chị quay ạ. Bị thịt liếc á. Bị cái ghế thịt liếc á. Đi ăn cái đi. Tại vì cái đi cái đi. Cái đi. Vui cái đi. Chị kẹo á. Trời nè. Ai bị cái ghế trời. Chú rồi. Chú cho lưu con đi. Thank you.
Qua chơi hả? Ừ. Khi tính nhanh nhạc tính khoảng 2 tháng qua chơi nói chiếm lắm.
mình gọi gì đó mình gọi mình gì đó mình gọi đúng ngoài đó vì thế này hẳn có thể tính tấu hẳn là tính tấu mới tính những hạt bóng thì tại là cái tính chạy lớn đó cái gì đó Thank you.